Vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Em chủ kênh Non Rừng Cường Hiền đã lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống với tất cả các bác. Ngày hôm qua thì em có lên một cái video chia sẻ hồng nhũ hoa và 5 kỳ của 5 cánh trắng Phú Thọ đấy ạ. Thì ngày hôm qua là cái video hôm qua là em đã bán hết rồi. Ngày hôm nay thì em có 2 kỳ hồng nhũ hoa và vài kỳ hồng vài kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ chia sẻ cho tất cả các bác. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là 0357 789 888. Địa chỉ nhà em ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em có hồng nhũ hoa, 5 cánh trắng Phú Thọ, 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Anh Cả, mắt đỏ cánh màu đại, ám mắt châu lưng xanh, 5 cánh xanh Phú Thọ, 5 cánh trắng Tuyên Quang. Rất nhiều các mặt hàng con giống chia sẻ tới tất cả các bác. Sau đây thì em sẽ đi vào phiên bán hàng ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay là một kỳ hồng nhũ hoa. Đây, cái kỳ này thì phải tầm 25 sen. Ấm chậu rồi các bác nhá. Ấm chậu khỏe đẹp, kỳ rất là đẹp. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,8 triệu đồng. Hồng nhũ hoa. Đây, em mời các bác ngắm mặt bông của hồng nhũ hoa. Đây là mặt bông của hồng nhũ hoa các bác nhá. Một mặt bông rất là đẹp đấy. Đây, các bác nhìn nó kém gì á hậu đâu. Đấy, bác nào mà chưa có bông này thì sưu tầm. Bông này thì rất là đẹp. Cách đây khoảng tầm 7-8 tháng ấy, thì giá của nó là rơi vào khoảng tầm 20 triệu trên một sen. 20 triệu trên một sen đấy các bác nhé. Nó cũng gần ngang ngửa với hồng á hậu đấy. Đây là cái đơn hàng số 1, 2,8 triệu. Thì rất là đẹp các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 này cũng là một kỳ hồng nhũ hoa. Đã, kỳ này thì phải tầm 20 sen. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2,5 triệu đồng. Rồi, kỳ rất là đẹp các bác nhé. 2,5 triệu đồng cho đơn hàng số 2. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Thì ngày hôm nay em có 2 kỳ hồng nhũ hoa thôi. Bác nào mà hôm qua chưa sưu tầm được thì nên sưu tầm nhé. Vì hôm qua rất là nhiều bác hỏi. Mà hôm qua thì có mấy cái nhỏ nhỏ xíu xíu hơn ấy, thì em chia sẻ trước. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Cắt khúc ông kỳ đã ấm chậu rồi nhé. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Những cái kỳ này là về sang năm mới đẻ mầm gốc rất là khỏe này. Vì mẹ nó khỏe, to, mập, đẹp. Đơn hàng số 3, 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 này là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Cắt khúc ông kỳ. Đơn số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 này là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Đơn số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Cho đơn hàng số 5. Kỳ rất là đẹp nha các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Những cái size nhỏ này hôm qua các bác sưu tầm rất là nhiều này. Những cái này các bác cứ mua 2-3 kỳ, 3-4 kỳ về các bác ghét làm một chậu. Sang năm là có một chậu nái Phú Thọ to đẹp luôn. Ngắm hoa mà mặt bông Phú Thọ thì nó quá là đẹp rồi các bác nhé. Cái đơn số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Cho đơn số 6. Em chuyển qua đơn số 7. Đơn số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. 400.000, 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Kỳ này rất đẹp. Đây, vẫn đang đi ngọn này. Em chuyển qua đơn số 8. Đơn số 8 này em có một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái kỳ này là em mới xuống chậu nhé. Kỳ này tầm 16-17 cm rồi. Nhưng mà cái kỳ này là em mới xuống chậu được khoảng tầm 1 tuần. Đấy, em cứ phải nói rõ mà các bác thấy nhá. Cái kỳ này là mới xuống chậu này. 16-17 cm rồi. Cái đơn số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng. Cho đơn số 8. Em chuyển qua đơn số 9. Đơn số 9 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy. Vẫn đang đi ngọn nhá. 1 mét rồi. Chậu này 1 mét. Đấy. Như cái cần câu luôn nha các bác nhá. Đấy. Như cái cần câu luôn. Đấy. Cái đơn số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 3 triệu đồng. Chậu Phú Thọ này quá đẹp luôn. Về các bác dựng đứng lên thì chấm hết. Đấy, đơn số 9. Hết 5 cánh trắng Phú Thọ, em chuyển qua 5 cánh trắng Hải Dương Mân Mờ. Đơn số 10. Đơn số 10 này, em có một kỳ Hải Dương Mân Mờ. À, và được thêm một cái này nữa nhá. Cái mắt này nữa các bác nhá. Cái mắt này nó nhú rồi. Và nếu như nó không lên thì nó sẽ đẻ mầm gốc nhá. Này vẫn đẻ mầm gốc bình thường. Cái đơn số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,8 triệu đồng.
hải dương mắt mờ. Kỳ rất là đẹp, vẫn đang đi ngọn. Đây, nó còn lá, nó còn phát tài luôn ấy. Đấy, lá nó còn kẻ phát luôn nha các bác nhá. Hải dương mắt mờ. Thị trường này thì năm ngoái cái, những cái kỳ nó còn không được tốt như này đâu các bạn. Nó bé hơn rất là nhiều. Nó rơi vào khoảng 100 đến 120 triệu. Và năm nay thì giá nó xuống rất là nhiều rồi. Nên là bạn nào chưa có hải dương thì sưu tầm. Chứ còn cái mặt bông hải dương thì thật ra nó rất là đẹp. Đây em mời các bác ngắm luôn mặt bông của năm canh trắng hải dương. Đây là mặt bông của năm canh trắng hải dương, hay là hải dương mắt mờ các bác nhé. Đấy, mặt bông rất là đẹp luôn. Đấy. Cái mặt bông này ấy, năm ngoái nó còn đắt hơn cả HO với lại Hà Tĩnh luôn ấy. Còn năm nay nó xuống rất là nhiều rồi. Nếu bác nào mà chưa sưu tầm được thì sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 11. Đơn số 11 chậu này 2 kg. Cái chậu này sang năm là có một giò nó nái đẹp luôn các bác nhé. Mỗi cái kỳ này chỉ cần để 2 mầm gốc, 2 kỳ là 4 mầm gốc thôi. Sang năm là các bác ngắm hoa luôn. Đấy, kỳ ấm chậu rồi, rất là đẹp. Cái đơn số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu đồng. 5 cây trắng hải dương mắt mờ. Đấy, đơn số 11. Em chuyển qua đơn số 12. Đơn số 12 ngày hôm nay là một kỳ hồng yên thủy. Là rất nhiều bác hôm trước cứ hỏi sưu tầm hồng yên thủy đấy. Hôm nay chia sẻ một kỳ cho các bác. Cái kỳ này thì đã ấm chậu rồi. Vẫn đang đi ngọn nha các bác nhá. Vẫn đang đi ngọn đấy ạ. Cái yên thủy này thì nó đi gần như là xuyên đông. Càng lạnh thì nó lại càng phi khỏe nha các bác nhá. Cái kỳ này được 15,5 cm. 15,5 cm nha các bác nhá. Em chia sẻ cho các bác với giá là 18 triệu đồng. Giá quá hợp lý luôn. 15,5 cm, 18 triệu đồng. Con nào mà chưa có yên thủy thì sưu tầm những kỳ này. Sang năm là chỉ cần mỗi kỳ như này thôi, sang năm là các bác sẽ có một vườn hồng luôn đấy ạ. Đấy, cứ mỗi một lá này thì sẽ được một kỳ. Và mà cái giống yên thủy này thì nó ra khỏe lắm, đẻ nó rất là khỏe luôn ạ. Đấy, đây là đơn số 12. Em chuyển qua đơn số 13. Đơn số 13 ngày hôm nay là một chậu năm canh trắng anh cả. Đây, chậu này rất là to đẹp các bác nhá. Năm canh trắng anh cả, rất là to đẹp luôn. Đấy, rất là nhiều thân già về các bác khai thác nhá. Đấy, những cái này là nó vẫn đẻ mầm gốc bình thường. Về các bác vật ra là một chậu to. Cái đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 2 triệu đồng. Em bảo các bác ngắm mặt bông của năm canh trắng anh cả. Đây là mặt bông của năm canh trắng anh cả nha các bác nhá. Một mặt bông rất là đẹp luôn đấy ạ. Năm ngoái những cái mặt bông này là mặt bông rất là đắt. Năm nay thì người ta gọi là mặt bông lỗi thời đấy. Nhưng mà các bác chơi sưu tầm ấy thì nên chơi. Mỗi mặt bông này một vài kỳ để mà làm giống. Tại vì mình chơi mặt hoa mà. Đó, đơn số 13. Em chuyển qua đơn số 14. Đơn số 14, 15 ngày hôm nay là 2 kỳ mít tố đan siêu cánh bầu. Siêu cánh bầu tố đan đẹp luôn. Đơn số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Đơn số 14. Em chuyển qua đơn số 15, 250.000 đồng. Mít tố đan siêu cánh bầu. Siêu khỏe, siêu đẹp các bác nhá. Dễ rất là đẹp. Đơn số 15. Em chuyển qua đơn số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Cái kỳ này em chia sẻ cho các bác với giá là 1,8 triệu đồng. Cho đơn hàng số 16. Một kỳ duy nhất nhá, 5 cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn số 17. Đơn số 17 ngày hôm nay có một kỳ 6 mắt Thái Bình. Kỳ này thì phải tầm 20 cm rồi. Đơn số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Cho đơn số 17. Em chuyển qua đơn số 18. Đơn số 18 này là một kỳ 5 canh trắng tuyên quang. Kỳ này thì em mới xuống chậu. Nhưng mà các bác nhìn dễ đây. Dễ thì siêu nhiều hơn, siêu khỏe. Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. 5 canh trắng tuyên quang nha các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 19. Đơn số 19 ngày hôm nay là một kỳ ám mắt châu lưng xanh của Phú Thọ. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cho đơn số 19. Em chuyển qua đơn số 20. Đơn số 20 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Hà Tĩnh này nó cũng đi như là yên thủy luôn nhá. Nó sẽ gần như là xuyên đông luôn các bác nhá. Đi ngọn rất là khỏe, nghỉ ngọn muộn. Yên thủy và Hà Tĩnh này gần như là nghỉ muộn nhất. Cái đơn số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 600.000 đồng. Cho đơn số 20. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Chậu này thì tầm 40 cm, vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Đơn số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng, 5 cánh trắng Hà Tĩnh. Em chuyển qua đơn số 22. Đơn số 22 ngày hôm nay là một chậu cửu long cao phong. Đây là mầm gốc các bác nhá.
2 này, 4 này, tầm 45 sen. Vẫn có thêm một cái mầm gốc nhỏ nữa. Đơn số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Đấy, cửu long. Cửu long này cực kỳ là sai hoa, hoa bay 24 giờ và đặc biệt nó là dòng thân thủ. Bác nào chưa có thì sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 23. Đơn số 23 ngày hôm nay là hai kỳ tím Vĩnh Phúc. Kỳ này rất là đẹp nha, mặt hoa như mặt hoa tím nguyên tử luôn. Đơn số 23 này em chia sẻ 150.000 cho cặp này nha các bác nhá, cả cặp này luôn, hai kỳ này 150.000. Đấy, bác nào mà chơi mặt hoa thì sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 24. Đơn số 24 ngày hôm nay thì em chia sẻ đây, đây là ba kỳ mắt đỏ cánh màu đại này, Tân Lạc Đông Lai, Tân Lạc Hòa Bình. Em vừa mới tách giỏ mẹ rồi đấy. Đây là hai kỳ, hai kỳ này là năm cánh xanh Phú Thọ này. Đấy, có rễ hết rồi. Nói chung là em chia sẻ cho các bác sưu tầm mặt hoa thôi nhé. Cái khúc này nếu mà em nhớ không nhầm thì nó là gái nhảy. Thế cả cái mớ này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn số 24. Đơn số 24 này cũng là đơn số cuối cùng của cái video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là 0357 789 888. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.